Nội dung chủ yếu của thuyết đơn tử trực tiếp nói về cái gì? A. Sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử. B. Sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hydro. C. Cấu tạo của các nguyên tử phân tử. D. Sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử phân tử. Đây ạ, nội dung chủ yếu thuyết đơn tử. Bây giờ đây chỉ các em ba nội dung. Thứ nhất là cấu tạo của ánh sáng này. Nó bằng photon gọi lượng tử này. Đúng không? Như vậy, nội dung chủ yếu của thuyết đơn tử ánh sáng chính là nói về sự phát xạ hay hấp thụ ánh sáng của nguyên tử hay phân tử. Như vậy, ví dụ số 1 ở đây chính là đáp án D. Các bạn nhớ thầy nhá.